Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Vì sao Đắk Lắk thu hút các nhà đầu tư bất động sản? Bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn chinh phục nhà đầu tư. Vì sao khách hàng thượng lưu dịch chuyển về bất động sản xanh? Dự án bất động sản The Meraki được hai tập đoàn lớn hợp tác phát triển. Siêu thẻ HD Bank Petrolimex giảm lược được 3 phần chi phí. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi 19:30 trên kênh thông tin Invest TV và tôi là biên tập viên Lệ Linh của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hiện nay Đắk Lắk là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và chính trị của cả vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, Đắk Lắk còn là một trong những điểm hẹn bất động sản nổi bật liên tục được nhắc đến trong những tháng gần đây, thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ những đặc điểm ưu việt. Có thể nói, nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk sở hữu vị trí địa lý chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng, hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Lợi thế này cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, nguồn nhân lực trẻ dồi dào nhanh chóng đưa Đắk Lắk trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đáng chú ý, hiện nay nhờ dịch vụ cảng hàng không Buôn Ma Thuột ngày một thuận lợi đã rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh khác đến với Đắk Lắk. Khi việc di chuyển từ Hà Nội vào đây chỉ mất 2 giờ, từ Hồ Chí Minh đến đây chỉ mất 50 phút. Điều này khiến môi trường đầu tư của Đắk Lắk càng thêm hấp dẫn. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn có hấp lực lớn thu hút các nhà đầu tư là bởi Đắk Lắk có diện tích tự nhiên đứng thứ tư cả nước, gần 5.400 km2 với đất sản xuất nông nghiệp, đa số là đất ba gian, phù hợp để trồng cây có giá trị kinh tế cao như cao su, hồ tiêu, cà phê. Diện tích rừng và trữ lượng gỗ lớn nhất cả nước với 600.000 ha đất lâm nghiệp. Hệ thống ao hồ, sông suối đa dạng, rộng lớn như hồ Lắk, Esup, tổng diện tích trên 50.000 ha. Tài nguyên khoáng sản đa dạng, có giá trị kinh tế, vàng, đá quý, sapphire granite, thạch anh tinh thể. Nhiều khu du lịch cảnh quan, sinh thái, truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trong tỉnh như Hồ Lắk, Thác Reynu, Thác Thủy Tiên, khu du lịch làng Buôn Đôn, khu du lịch sinh thái Sơn Gốc Hồ E Cao. Về công nghiệp, Đắk Lắk có một khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp đang hoạt động và một khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư. Với các tiềm năng sẵn có đó của Đắk Lắk, khiến hiện tại và trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ, phát triển và ngày một gia tăng giá trị bất động sản mà nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm. Trong đó đáng chú ý là các địa điểm huyện Krông Búc, Krông Năng, đặc biệt là thị xã Buôn Hồ. Đây chính là những khu vực trọng điểm được nhà nước, ban lãnh đạo tỉnh chú trọng đầu tư và phát triển. Quý vị thân mến, nhờ sở hữu bãi biển dài, thiên nhiên còn giữ dáng vẻ nguyên sơ, mộc mạc, nên hiện nay, Quy Nhơn đang trở thành điểm đến làm say lòng du khách bốn phương và hấp lực những ông lớn bất động sản uy tín. Theo các chuyên gia, Quy Nhơn hiện đang nắm giữ chìa khóa quan trọng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng. Có được điều này là bởi Quy Nhơn được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan đẹp, đa dạng như núi rừng, đồi, đầm phá, bán đảo, hải đảo và đường bờ biển dài 72 km. Hơn nữa, Quy Nhơn được nhiều tổ chức quốc tế bình chọn là bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, thành phố du lịch sạch Đông Nam Á. Cùng với sự hiền hòa, yên bình và thơ mộng cũng là lý do khiến vùng biển này trở thành điểm đến ưu tiên của khách du lịch nội địa và quốc tế. Thêm một trợ lực quan trọng giúp bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn chinh phục nhà đầu tư chính là hạ tầng giao thông kết nối hiện đại và đồng bộ với đủ 4 loại hình: đường hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt. Đặc biệt, sân bay Phù Cát như một điểm hội nhập hàng không cả khu vực miền Trung Tây Nguyên và đang được định hướng trở thành một sân bay quốc tế. Sân bay hiện tại có sân đỗ máy bay đáp ứng 7 vị trí đỗ, nhà ga, có năng lực phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm, đáp ứng khai thác với công suất đến 1,5 triệu hành khách một năm. Khi được mở rộng có thể nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách một năm. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường quốc lộ liên tỉnh tại Quy Nhơn đã và đang được chính quyền địa phương quyết liệt hoàn thiện như tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua Bình Định dài 148 km với hai ga lớn và Diêu Trì và Quy Nhơn. Hai tuyến cao tốc Bình Định Quảng Ngãi, Quy Nhơn Pleiku cũng đã trình Thủ tướng phê duyệt. Hội tụ những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, Quy Nhơn được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung, nhất là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Rất có thể Quy Nhơn sẽ đi sau về trước
lặp lại kịch bản thành công của người Anh Đà Nẵng, trở thành thành phố du lịch sôi động với những trải nghiệm thăng hoa đẳng cấp. Thưa quý vị, hiện nay, theo các chuyên gia, do nguồn cung hạn chế, giá nhà liền thổ tăng khiến nhiều thị trường truyền thống mất dần sức hút. Việc tìm kiếm cơ hội tại vùng vệ tinh, tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đang là lựa chọn của nhiều gia đình thời gian qua. Bà Gin Nguyễn, quản lý cấp cao bộ phận kinh doanh nhà ở Savills, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau đại dịch, nhu cầu nhà ở của nhóm khách hàng thượng lưu đang chuyển sang những bất động sản liền thổ hạng sang do có diện tích lớn hơn căn nhà hiện tại, xung quanh có nhiều không gian xanh, đảm bảo riêng tư, không tập trung tại khu vực dân cư đông đúc. Thực tế cho thấy, nhu cầu sống khỏe, sống lành mạnh của tầng lớp thượng lưu ngày càng lớn. Một khảo sát của American Express cho kết quả, 70% người khảo sát ưu tiên sức khỏe hơn những năm trước đại dịch, 76% muốn chi tiêu nhiều hơn cho việc đi du lịch để cải thiện sức khỏe, 55% sẵn sàng chi trả cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong các kỳ nghỉ tương lai. Điều này đồng nghĩa, chỉ những dự án sở hữu quy mô lớn, vị trí đắc địa, hình thành được hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích, hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Việt Nam. Mới đây, Tập đoàn Nam Long cho ra mắt bộ sưu tập dinh thự triệu đô Compound The Aqua, phân khu Aquaria, thành phố bên sông Waterpoint đã nhận được đánh giá cao của giới thượng lưu bởi vị trí đắc địa bên vịnh cảng nhân tạo lớn nhất phía Tây Sài Gòn, phong cách thiết kế thời thượng, không gian biệt lập, cùng những giá trị gia tăng sức khỏe, gia tăng giá trị bền vững. Không những thế, The Aqua còn nâng tầm cuộc sống của giới thượng lưu lên chuẩn mực mới với những đặc tính ưu việt như sang trọng, tinh tế, riêng tư tuyệt đối. Đi kèm theo đó là hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đã và đang được Nam Long Group hình thành ngay trong khu đô thị, mang đến sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày cho cư dân ở mọi độ tuổi. Một không gian biệt lập sẽ được khởi tạo theo những tiêu chuẩn quy hoạch chuẩn mực quốc tế, mở ra phong cách sống đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng dân cư thượng lưu thành đạt. Với vị thế là compound đầu tiên đáp ứng nhu cầu sống nghỉ dưỡng mỗi ngày của tầng lớp thượng lưu tại thành phố bên sông, dinh thự The Aqua nói riêng và các dinh thự hạng sang nói chung còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai bởi vị trí không phải cứ có tiền là mua được. Nhìn chung, sản phẩm bất động sản vừa xanh vừa sang đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu hiện nay. Thưa quý vị, mới đây, ngày 20 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Danh Khôi và tập đoàn Tokyo Corporation đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Theo nội dung hợp tác, giai đoạn đầu được hai bên công bố, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và phát triển một dự án bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mang tên The Meraki. Dự án bất động sản The Meraki là dự án căn hộ nghỉ dưỡng ven biển thuộc tổ hợp Resort Aria Vũng Tàu với bãi biển riêng dài 400m và mật độ phủ xanh lên đến 77%. Căn hộ tại dự án sẽ có diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ và căn hộ studio, tất cả đều sở hữu tầm nhìn trực diện ra biển Vũng Tàu. Việc hợp tác này, theo đánh giá của giới chuyên gia, hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng trong bối cảnh thành phố biển này đang đẩy mạnh kế hoạch kích cầu du lịch, thu hút đầu tư toàn diện. Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi cho biết, ngoài dự án The Meraki, thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Danh Khôi và Tập đoàn Tokyo còn đặt mục tiêu đẩy mạnh các chương trình tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản khác tại Việt Nam. Hai bên sẽ cùng phát huy kinh nghiệm, thế mạnh và khai thác hiệu quả các nguồn lực của mỗi bên để tạo nên những sản phẩm không chỉ đáp ứng được mục đích cư trú mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, ông Nguyễn Hữu Quang nói. Được biết, Tokyo là tập đoàn kinh tế hàng đầu về phát triển đô thị trên nền tảng giao thông vận tải tại Nhật Bản, có ngành nghề kinh doanh chính ở các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các lĩnh vực liên quan khác. Hiện nay, Vũng Tàu là một trong những thành phố biển nổi tiếng tại Việt Nam, thu hút đông đảo khách du lịch hàng năm. Tuy nhiên, thị trường này lại thiếu hụt căn hộ nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp. Vì vậy, The Meraki được kỳ vọng sẽ là tâm điểm thu hút không chỉ những khách hàng có nhu cầu thực tế mà còn nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quý vị thân mến, mới đây, thẻ HD Bank Petrolimex 4-1 đã được tích hợp cùng lúc 3 thẻ gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh. Siêu thẻ còn kết hợp sử dụng chức năng nhận diện khách hàng thân thiết của Petrolimex.
Nhờ đó, ngay khi thanh toán xăng dầu, khách hàng sẽ được tích điểm tự động trong hệ thống theo dõi khách hàng thân thiết của Petrolimex để hưởng các ưu đãi đặc biệt sau đó, tránh được trường hợp vì quên mang thẻ khách hàng mà không tích được điểm. Đối với tính năng thẻ tín dụng, khách hàng có thể tận dụng để giao dịch ngay khi cần và hoàn trả lại vào tài khoản thẻ trong thời gian miễn lãi hoặc mua hàng trả góp 0% lãi suất. Đối với tính năng thẻ trả trước, khách hàng sẽ dễ dàng thanh toán online hoặc tại máy POS, có thể tự quy đổi sang tiền của nước khác khi sử dụng ở nước ngoài. Với tính năng thẻ ghi nợ, khách hàng có thể sử dụng thay tiền mặt để thanh toán cho các nhu cầu chi tiêu trực tuyến và tại các máy POS. Khách hàng sẽ chỉ chi bằng hạn mức tiền đã nạp sẵn vào thẻ, tránh được rủi ro tiềm ẩn khi thanh toán bằng thẻ ATM, loại thẻ liên kết trực tiếp với tài khoản chính. Khi thanh toán đổ xăng hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch đầu tiên nào từ 200.000 đồng qua nguồn tiền thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được hoàn trả lại 100.000 đồng từ HD Bank. Trong những lần thanh toán đổ xăng sau tại Petrolimex từ nguồn tiền thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được tích điểm, hoàn tiền, nhận thưởng 0,7%. Trong đó, 0,2% sẽ được HD Bank hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng, 0,5% sẽ được quy đổi thông qua chương trình Petrolimex ID do Petrolimex quản lý. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay, ngày 21 tháng 7 đã lao dốc khi Mỹ đón nhận dữ liệu thị trường nhà ở tháng 6 với doanh số bán giảm 5,4%. 6 giờ sáng nay, 21 tháng 7 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.695 đô la Mỹ trên ao, giảm 20 đô la Mỹ trên ao so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng suy giảm khi thị trường Mỹ đón nhận dữ liệu thị trường nhà ở tháng 6 với doanh số bán nhà giảm 5,4%. Đây là tháng ảm đạm thứ 5 liên tiếp của thị trường nhà ở Mỹ. Chuyên gia kinh tế trưởng Lau Zhen Jun của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ cho biết, việc sụt giảm doanh số bán nhà là do chi phí nhà ở tăng cao khi cả lãi suất thế chấp và giá nhà đều đã tăng quá mạnh trong một thời gian ngắn. Trong tháng 6, giá trung bình mỗi căn nhà tại Mỹ là 416.000 đô la Mỹ, tăng 13,4% so với một năm trước. Tại châu Âu, trong bản tin qua đêm, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ tôn trọng các cam kết về khí đốt tự nhiên với châu Âu, nhưng ông Putin cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể cản trở việc vận chuyển khí đốt tự nhiên vào châu Âu. Thông tin này được đưa ra ngay trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ vào thứ Năm. ECB được cho là sẽ tăng lãi suất đầu tiên sau 11 năm với mức tăng 0,5%. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh là 64,7 đến 66,5 triệu đồng trên lượng. Đảo chiều tăng 1,4 triệu đồng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng chiều bán ra so với cùng thời điểm phiên trước. Như vậy, sau 2 phiên giảm mạnh, giá vàng thương hiệu quốc gia đã trở lại đà tăng với mức tăng khá mạnh. Cùng chiều, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng mua vào và 1,3 triệu đồng bán ra trên 64 đến 65,8 triệu đồng trên lượng. Ngược chiều, giá vàng 24K dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm 150.000 đồng mua vào và 100.000 đồng bán ra về 52,03 đến 52,78 triệu đồng trên lượng. Giá vàng của thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng giảm thêm 100.000 đồng hai chiều, còn 52 đến 52,8 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra. Chính nhờ vào sự nghiên cứu của thị trường sâu sắc và thị hiếu của người dùng, công ty Nation Infinity đã cho ra đời một dự án game phi NFT với những tính năng đột phá và tạo nên một sự khác biệt trên thị trường game truyền thống. NFT có được những ứng dụng đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong nghệ thuật, âm nhạc, video, tranh ảnh, trò chơi điện tử, giao diện, vật phẩm game, với bất cứ sản phẩm có thể tồn tại dưới dạng kỹ thuật số. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là truyenhinhinvest@gmail.com. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.